Chiến thần hắc ám chương 286, Thanh Thi Phủng Sát sao? Sao Phủng Sát, khen, tâng bốc ai đó quá mức khiến cho người đó bị mất thiện cảm trong mắt người khác. Trên đường trở về, Huỳnh Nhân đang lái xe, còn Liễu Phi Tuyết lại ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường một cách thất thần. Ánh trăng nhẹ nhàng, trong sáng chiếu trên gương mặt cô, làm cho gương mặt cô không rõ ràng giống như giấc mộng. Vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy sao? Huỳnh Nhân nghiêng đầu, cười hỏi. Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc, mệt mỏi gật đầu. "Em không hiểu tại sao tất cả mọi người đều oán trách chúng ta, muốn tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng ta. Dòng họ của em là như vậy, bốn dòng họ quyền thế nhất cũng là như vậy. Mà bây giờ, đến cả người trong gia đình anh cũng như vậy, lẽ nào em và anh ở cùng nhau thật sự không vừa mắt người khác sao?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô nghiêng mặt nhìn Huỳnh Nhân trong đôi mắt lạnh lẽo đang ẩn chứa sự chán nản và cả thất vọng phi tuyết anh vốn dĩ không giống như bọn họ nói là một kẻ bỏ đi chỉ biết ăn bám mà ngược lại anh không hề dựa dẫm vào em một chút nào cả đều là em dựa dẫm vào anh liễu phi tuyết giống như không nghe thấy huỳnh nhân gọi tự mình nói với chính mình phi tuyết giọng nói của huỳnh nhân lớn hơn một chút lúc này liễu phi tuyết mới lấy lại tinh thần nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc huỳnh nhân không nói gì chỉ đưa cho cô một chai nước liễu phi tuyết nhận ra được bản thân mình thất thố nhận lấy chai nước mà không nói một lời nào cũng không nói cảm ơn huỳnh nhân mỉm cười nắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô anh nói em thay đổi rồi liễu phi tuyết đặt chai nước suối xuống ngây người một chút em thay đổi chỗ nào chứ lúc trước em không bao giờ biết quan tâm đến ánh mắt của người khác giọng huỳnh nhân bình tĩnh cho dù lúc trước có con, cũng tự mình mở rộng tập đoàn lệ tinh đến quy mô như hôm nay. Lúc đó, em có quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác không, có nghe qua chút lời đồn nhảm nhí nào không? Liễu Phi tuyết bóng chốc rơi vào im lặng, có lẽ những việc trước đây đã tan thành mây khói, cô mím chặt môi, hốc mắt ửng đỏ. Mang theo con đi khởi nghiệp, không biết đã chịu đựng bao nhiêu sự khinh bỉ, bao nhiêu sự chế giễu. Quan trọng hơn là, ngay cả ba của đứa nhỏ cũng không biết là ai, càng khiến liễu phi tuyết bị đâm chọc vô số lần sau lưng nhưng mà cô vẫn cắn chặt răng vượt qua chỉ là nghị lực này can đảm này không phải một cô gái bình thường nào cũng có thể có được nhưng tại sao bây giờ một vài lời châm biếm đã làm cho cô rất lâu cũng không thể bình tĩnh được nhưng huỳnh nhân lại mỉm cười vui vẻ anh nói chứng minh trong lòng em rất quan tâm đến anh liễu phi tuyết lau đi nước mắt tức giận nói ai thèm quan tâm anh hả bớt ảo tưởng đi không được chúc phúc thì thế nào thế giới này ngoại trừ sống chết ra không có gì có thể làm cho anh và em xa nhau huỳnh nhân yên lặng lái xe mắt nhìn phía trước trong mắt phản chiếu những ngôi sao vậy nếu trung thu tháng sau anh đến nhà em mà bọn họ vẫn muốn chia rẽ chúng ta thì phải làm sao liễu phi tuyết hỏi bọn họ không có khả năng đó đâu huỳnh nhân lắc đầu giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo khí thế ngang ngược không thể phủ nhận Mười hoàng tộc yên lăng được cả thế giới ngưỡng mộ, thế nhưng trong mắt anh lại chẳng là gì cả, vẫn chưa đủ tư cách để anh xem trọng. Liễu Phi Tuyết bỗng nhiên từ khóc thành cười, cô hỏi. Thật sao? Thật mà. Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng. Vậy theo kế hoạch cuộc sống em nghỉ hưu lúc 35 tuổi, bây giờ nghỉ hưu sớm cũng không hẳn là không thể. Em có thể bù đắp lại 5 năm thanh xuân đã mất, giống như chiếc nhẫn kim cương trên tay em. Nói xong. Anh chỉ vào giọt nước mắt của thần Venus trong tay Liễu Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết cũng cúi đầu nhìn, rất nhanh đã lắc đầu. Thế thì không được, em nói rồi em sẽ tặng cho anh cả tập đoàn lệ tinh làm của hồi môn, không thể nói mà không giữ lời. Ha ha, Huynh Nhân cười lớn, nghênh ngang lái xe rời đi. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Huynh Nhân vẫn khiêm tốn ra vào tòa nhà quốc tế, không ai biết được anh chính là chủ sở hữu tòa nhà. Nhưng mà Toàn bộ kết cấu của Minh Châu đã có một số thay đổi nhỏ. Từ mấy ngày trước nhà họ Hào bị phá hủy, một số gia đình quyền lực vượt quá giới hạn, có dấu hiệu bắt tay hành động, mấy nhà quyền lực này đều phục tùng cùng một người. Tất cả các thế lực lớn nhỏ của Minh Châu đều nhắm vào Huỳnh Nhân. Bên ngoài nhìn vào, điều duy nhất khiến cho người khác chú ý tới người này chính là cưới được nữ tổng giám đốc đầu tiên của Minh Châu Liễu Phi Tuyết. Những thứ còn lại, quả thật chính là đồ vô dụng. Không nhà không xe không có công việc không tiền tiết kiệm bình thường không thể nào bình thường hơn nhưng mà nếu nhìn vào kinh nghiệm của anh thì tất cả mọi người đều sẽ sởn gai ốc anh gần như đắc tội với hầu hết các thế lực minh châu nhưng mà lại vẫn sống một cách vui vẻ thoải mái mà ngược lại là những thế lực dòng họ đe dọa sẽ làm cho huỳnh nhân tan thành cho bụi lại diệt phong diệt dòng họ đến cả nhà họ đồng và nhà họ thẩm một trong bốn dòng họ quyền thế nhất một thì khuất phục một thì diệt phong hoàn toàn không một ai biết những dòng họ này tại sao lại diệt phong nhưng tất cả mọi người đều biết trong chuyện này huỳnh nhân không thể thoát khỏi có liên quan lầu cao nhất của tòa nhà quốc tế huỳnh nhân ngồi xuống vị trí đầu tiên hai người la bố và thiên việt bân giống như hai vị thần giữ cửa đứng ở hai bên ngài huỳnh đã ba ngày trôi qua kể từ khi mã bách biển đến giang thành hôm nay có lẽ cũng có kết quả rồi thiên việt bân đột nhiên mở miệng nói thái độ kính trọng chỉ là không biết nhà họ mã ở Giang Thành có biết điều hay không thôi. Bọn họ dám không biết điều sao. Là bố liên tục cười khẩy, ông ta nói. Đối với ông chủ sao, quả thật là chán sống mà. Huỳnh Nhân xem thời gian, cười nhạt. Sắp tới thời gian đã thỏa thuận rồi, đợi kết quả thôi. Vừa dứt lời điện thoại đã vang lên, là mã Bách Điền gọi đến. Ngài Huỳnh, khiến ngài thất vọng rồi. Nhà họ mã không hề chấp nhận thư bổ nhiệm của ngài, còn tuyên bố đuổi tôi cút khỏi Giang Thành. Sao cơ? Nhà họ Hồ, thật là to gan mà. Nghe Mã Bách Điền báo cáo xong, vẻ mặt Thiên Việt Bân và La Bố đều u ám. Nhưng Huỳnh Nhân lại khẽ cười nhạt một cái, cũng không có trách cứ, ngược lại còn khen ngợi. Cậu làm tốt lắm, nếu như nhà họ Mã đồng ý thỏa hiệp, vậy thì không phải là nhà họ Mã của Giang Thành rồi. Ngài Huỳnh, ý của ngài là, để tôi tự mình đi một chuyến, trong mắt huỳnh nhân mang theo vẻ u ám tôi muốn xem thử nhà họ mã của giang thành có tư cách gì mà kiêu ngạo đúng vậy ông chủ thiên việt bân là bố cùng với mã bách điền đều phấn chấn đồng thời lên tiếng trả lời sau khi là bố và thiên việt bân rời đi lại có một người bước vào ngài huỳnh thật là hào hứng nhỉ vị khách mặc bộ quần áo trắng lịch lãm tay cầm chiếc quạt xếp là một chàng trai đẹp trai cậu đến đây làm gì Huỳnh Nhân không ngẩng đầu lên, cũng không đứng đậy chào đón, mà chỉ lạnh nhạt hỏi. Nhanh Thanh Thi cười cười. Đương nhiên có chuyện đến tìm Ngài Huỳnh đây. Lúc trước có lẽ chú Bao đã đưa một tấm thư mời cho Ngài, muốn mời Ngài tham gia đại hội võ đạo đúng chứ? Đúng vậy thì thế nào? Chính là hôm nay, tôi đến đón Ngài Huỳnh. Nhanh Thanh Thi cười nói. Huỳnh Nhân xem lịch, quả thực giống ngày tháng ghi trên thư mời. Nhìn thấy sự mong chờ trong mắt của Nhanh Thanh Thi, Huỳnh Nhân đột nhiên hỏi. Cậu mời tôi đi vội vã như vậy có phải muốn nhìn tôi bị các cao thủ trong hiệp hội đánh không? Ngài Huỳnh cứ nói đùa. Nhanh thành thì khẽ gặp chiếc quạt lại và cười ha hả nói. Bản lĩnh Ngài Huỳnh tài giỏi, thế hệ trẻ như tôi còn phải học hỏi nhiều hơn mới phải. Lần này mời Ngài Huỳnh tham gia là hy vọng Ngài Huỳnh có thể chỉ bảo bọn họ nhiều hơn. Vậy thì tốt. Huỳnh Nhân đứng dậy, anh nói. Vậy thì đi thôi. Ngài Huỳnh xin mời nhanh thanh thi để huỳnh nhân đi trước bản thân mình đi theo sau chỉ có điều ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng huỳnh nhân đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo hiệp hội có nhiều cao thủ như vậy sao có thể không tìm ra được một cao thủ có thể hạ ngục được anh chứ nhanh thanh thi vẫn còn nhớ sự việc lần trước tại tiệc cưới của nhà họ văn tay anh ta bị huỳnh nhân vặn gãy rất nhanh chiếc xe đã tới hiệp hội võ đạo huỳnh nhân có chút kinh ngạc cái gọi là hiệp hội võ đạo lại ở trong võ đạo quán. Chỉ có điều võ đạo quán này rất lớn, chuẩn bị tranh đấu một số bảo vật trong chùa. Trong cái võ đạo quán lớn nhất, vậy mà có cả trăm người, người người đều mặc võ phục đen trắng, sắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử sức. Nhìn những người này, trong lòng huỳnh nhân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù anh là long chủ, nhưng cũng không thể để đàn em ra mặt hết lần này đến lần khác, quá nhiều lần rồi, những lão già ngoan cố ở cấp trên sẽ không kiên nhẫn, vậy anh nhất định phải bồi dưỡng một số thế lực bản địa của Minh Châu, như vậy sau này đợi anh không còn ở Minh Châu nữa, có thể bảo vệ người thân và bạn bè. Hiệp hội võ đạo này là ứng cử viên thích hợp nhất. Nhanh thanh thì không hề biết suy nghĩ trong lòng huỳnh nhân, hắn giọng nói lớn. Mọi người yên lặng một chút, hôm nay tôi đã mời tới một vị khách quý, cho phép tôi giới thiệu đến mọi người một chút giọng nói vang dội của anh ta truyền đến mọi ngóc ngách trong võ đạo quán nhất thời tất cả mọi người đều nhìn qua ánh mắt khác nhau nhanh thanh thi chỉ vào huỳnh nhân bên cạnh cao giọng nói huỳnh nhân cái tên này mọi người có thể có chút xa lạ nhưng mà đây chính là ngài huỳnh phế đi mấy cao thủ trong hiệp hội võ đạo tôi đến cả bao đại sư cấp cao của hiệp hội cũng thua trận trước ngài đường đây quả thật là người trẻ tuổi tài giỏi đó trong nháy mắt ánh mắt của huỳnh nhân u ám sát khí lúc ẩn lúc hiện. Đây mà được coi là giới thiệu sao, đây là lôi kéo kết thù hận đây mà. Còn nhanh thanh thì nói ra loại lời này nhưng mặt không đỏ, tim không đập, một bộ dạng thành tâm kính phục, càng làm sâu thêm oán hận của hiệp hội võ đạo đối với huỳnh nhân. Con dao giấu trong tay áo, phủng sát giết người. chương 287, nghe lệnh của tôi. Những người khác nhau sẽ có những cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Người thông minh sẽ không để ngã xuống trước cùng một người hai lần. Thiều Hải Hà tuyên bố muốn giết chết Huỳnh Nhân, ngược lại bản thân mình lại trở thành người thực vật, đồng ý hành tự mình cho rằng khống chế được Huỳnh Nhân, nào ngờ cuối cùng lại chết không nhắm mắt. Thẩm Thanh Vân ngồi xem hổ đánh nhau, ngựa ông đắc lợi, kết quả cuối cùng lại là bồi thường cho cả nhà họ Thẩm. Những vụ án máu đầm đìa đã chứng minh được một sự thật, Huỳnh Nhân chắc chắn không phải là dáng vẻ đứa con rể bỏ đi chỉ biết ăn bám như lời đồn đại. Về điểm này thì nhanh Thanh Thi đã sớm chú ý tới, cho nên anh ta không hề trở mặt với Huỳnh Nhân. Nhà họ Văn cũng tượng trưng ngầm đấu đá với Huỳnh Nhân. Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là anh ta không làm gì cả. Ở trong vòng tròn này mà cảm thấy hài lòng với tình trạng bây giờ mới là chuyện đáng sợ nhất. Anh ta đang sợ hãi. Bây giờ toàn bộ quyền thế lớn nhất của Minh Châu chẳng phải là nhà họ Nhan còn sót lại trong bốn dòng họ quyền thế nhất mà chính là Huỳnh Nhân. Anh ta sợ rằng có một ngày nào đó anh ta sẽ nối gót Thiều Hải Hà, Đồng Ý Hành, Thẩm Thanh Vân, cho nên anh ta tiên phong ra tay trước, mượn đại hội võ đạo mà đẩy huỳnh nhân tới vị trí đầu sóng ngọn gió. Hủy dung mã trung, hành hung hoác thiên quân, phế bỏ dương vô địch và rất nhiều trụ cột vững chắc của các hiệp hội. Và thất bại thảm hại gần đây của bao đại sư, một loạt tội ác này đã đủ để cho tất cả mọi người thù hận huỳnh nhân. Mà sự thật quả thật cũng như nhanh thanh thi nghĩ, tất cả các thành viên hiệp hội sau khi vừa nghe thấy Huỳnh Nhân đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm anh. Xoạt! Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người giống như đã cùng nhau bàn bạc cả rồi, mỗi người đều lùi về sau một bước. Cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trong mắt bọn họ tràn ngập thù hận sâu đậm. Trong đám người, vẻ mặt bao đại sư thay đổi, chừng mắt nhìn. Nhanh thanh thi, cậu nói bậy bạ gì đó. Bao đại sư, tôi có nói bậy sao? nhanh thanh thì khó hiểu nhìn ông ta một cái hỏi ngược lại lẽ nào ông không hề bị ngài huỳnh đánh bại sao mã trung không có bị hủy dung sao còn có dương vô địch tông sư nữa ông ta không bị phế bỏ sao cái này sắc mặt của bao đại sư ngay lập tức cứng đờ ánh mắt có chút kiêng dè nhìn huỳnh nhân ông ta có chút lo lắng về phản ứng của huỳnh nhân nhưng mà huỳnh nhân không hề có chút phản ứng nào cả thậm chí còn dưới ánh mắt tràn đầy tức giận của các thành viên hiệp hội mà cười nhạt nụ cười im lặng không tiếng động còn mang theo một chút mỉa mai thản nhiên nhìn lướt qua nhanh thanh thi một cái chính vì một cái liếc mắt này mà cơ thể nhanh thanh thi lập tức cứng đờ có một loại cảm giác run rẩy khi tâm hồn bị nhìn thấu anh ta cảm thấy không thể hiểu nổi bị nhiều người của hiệp hội coi như kẻ thù như vậy huỳnh nhân có lẽ phải cảm thấy tay chân luống cuống không biết làm gì mới đúng tại sao lại bình tĩnh như vậy chứ đây có coi như là cậu đang giúp tôi không huỳnh nhân thuận miệng hỏi nhanh thanh thi do dự một lát lau mồ hôi trên trán nói cứ coi như vậy đi huỳnh nhân bình thản gật đầu anh đột nhiên nói hiệp hội võ đạo các người tôn thờ cường giả vi tôn bất cứ chuyện gì cũng đều có thể dựa vào thực lực nói chuyện sao không sai nhanh thanh thi lấy lại bình tĩnh trong lòng cười khẩy cái tên nhóc này còn không biết bản thân đã trở thành mục tiêu công kích vậy thì tốt huỳnh nhân cười nhạt một tiếng sau đó ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ người có mặt, anh nói: "Một mình tôi cô đơn quen rồi, nhưng mà không bỏ được bạn bè thân thích của tôi, mọi người nhiều người như vậy, vừa khéo có thể bảo vệ bọn họ." Ừm. Um, lời này vừa được nói ra, toàn bộ người có mặt đều vô cùng sợ hãi, tất cả mọi người đều tức giận vô cùng. Nếu không phải lúc này đại hội còn chưa bắt đầu thì sớm đã nhịn không được mà đánh nhau. Thật sự là kiêu căng mà. Cậu có tư cách gì mà lại nói lời này ở hiệp hội võ đạo của tôi? Đánh bại một vài cao thủ ở hiệp hội tôi rồi thì không phân biệt rõ được đông tây nam bắc sao mà lại mơ mộng hão huyền bọn tôi sẽ nghe lệnh của cậu? Người của hiệp hội ai nấy cũng đều chửi như tát nước, nhìn huỳnh nhân giống như là nhìn tên ngốc. Nhanh thành thì cũng trợn mắt há mồm nhìn huỳnh nhân, nếu không phải tình huống không thích hợp thì anh ta đã muốn đi lên gõ đầu huỳnh nhân xem thử bên trong chứa cái gì lẽ nào anh không phân biệt rõ được tình huống lúc này sao? Đã là cái đinh trong mắt, đâm trong thịt rồi mà còn mở miệng ra nói lời ngung cuồng, thế mà lại muốn tất cả thành viên của hiệp hội nghe lời anh. Điên rồi hả? Nhưng mà, làm sao anh ta biết được rằng huỳnh nhân sớm đã nhìn thấu phủng sát hai tệ không thể tả của anh ta? Sở dĩ anh không có vạch trần là bởi vì không quan tâm. Hai phủng sát khen, tâng bốc ai đó quá mức khiến cho người đó bị mất thiện cảm trong mắt người khác. Đúng vậy, nhanh thành thì tạo đà cho anh, phủng sắt anh, huỳnh nhân lại yên tâm thoải mái mà nhận lấy. Bởi vì anh xứng đáng với loại sùng bái này. Ngài huỳnh, tôi bằng lòng. Đột nhiên, một giọng nói khác truyền ra từ trong đám người. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua đó, ồn ào tức giận mắng chửi. Kỳ Hạ Huy, cậu nói cái gì? Cậu có còn là người của Hiệp hội Võ Đạo tôi không hả? có còn kiên quyết cứng cỏi của một người võ giả hay không mà lại đi nghe lời người bên ngoài hiệp hội. Trong nhóm người, một thanh niên áo xanh dáng người cao ngất thong thả bước ra, đối với tiếng mắng chửi ồn ào xung quanh, cậu ta nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt từ đầu tới cuối luôn nhìn chằm chằm huỳnh nhân. Kỳ hạ huy, mí mắt nhanh thanh thi giật giật, trong lòng anh ta bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không hề tốt chút nào. Lúc này, kỳ hạ huy đã đi tới trước mặt huỳnh nhân, trầm giọng nói. Ngài huỳnh Tôi và nhà họ Kỳ tôi, bằng lòng bảo vệ bạn bè thân thích của ngài, ai muốn ra tay với bọn họ thì phải bước qua xác tôi trước tiên. Được, Huỳnh Nhân bình tĩnh gật đầu, sau đó nhìn lướt qua toàn bộ người đang có mặt, anh nói: Tôi biết bây giờ mọi người chắc chắn không phục, nhưng mà một lát nữa thôi, mọi người sẽ tâm phục khẩu phục mà đi theo tôi. Người trẻ tuổi làm việc gì cũng đều cần phải có dự tính, tự biết lượng sức mình, cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo tai bay vạ gió. Đúng lúc này cánh cửa bên trong võ đạo quán mở ra một người đàn ông trung niên tóc xám mặc áo đạo sĩ màu xám cùng với khích phách không hề tầm thường bước ra tuy rằng một đầu tóc xám nhưng không hề có vẻ già chút nào bước đi vững vàng mạnh mẽ quyết đoán mọi người xung quanh nhìn thấy người này vậy mà lại đồng loạt quỳ xuống đồng thời hô to bái kiến hội trưởng con mắt huỳnh nhân híp lại không ngờ rằng người đàn ông trung niên tóc xám này lại là hội trưởng hiệp hội võ đạo Người đàn ông trung niên tóc xám hài lòng gật đầu, đang muốn để cho mọi người đứng lên thì ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn vào Kỳ Hạ Huy. Kỳ Hạ Huy, nhìn thấy tôi vì sao cậu không quỳ xuống hành lễ. Kỳ Hạ Huy đứng phía sau Huỳnh Nhân, dáng người rắn giỏi, giọng nói hùng hồn tôi chỉ bái hội trưởng hiệp hội thôi. Lẽ nào tôi không phải là hội trưởng hiệp hội sao? Biết sẽ làm người đàn ông trung niên giận tím mặt, sát khí trên người lẫm liệt. Nhưng Kỳ Hạ Huy lại lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh anh ta nói ông sắp không phải nữa rồi ngài huỳnh sẽ thay thế vị trí của ông ngài huỳnh sao trong mắt người trung niên tóc xám là tia lạnh lẽo ông ta quay đầu nhìn huỳnh nhân cậu là huỳnh nhân mà thanh thi mời đến sao gần đây ở trong hội sức mạnh của kỳ hạ huy đột nhiên tăng mạnh có thể khiến cho kỳ hạ huy khăng khăng một mực đi theo như thế này người này chắc chắn không hề tầm thường ông là ai ánh mắt huỳnh nhân bình tĩnh hỏi ngược lại tôi chính là hội trưởng hiệp hội võ đạo, Nhan Ung. Trong giọng nói của Nhan Ung mang theo vài phần kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống nói. Huỳnh nhân, những chuyện của cậu tôi cũng có nghe qua, cậu làm bị thương không ít cao thủ hiệp hội của tôi. Vốn dĩ, nếu dựa theo quy định của hiệp hội, thì chắc chắn cậu phải chết. Thế nhưng, tôi nhân từ quyết định tha cho cậu một mạng. Vẻ mặt Huỳnh nhân đùa giỡn hỏi ngược lại. Ông không giả vờ không biết thì còn có thể làm gì được. Lời này có thể nói là vô cùng ngung cuồng, không hề coi hội trưởng hiệp hội ra gì. Cơn giận trong mắt nhan ung cũng chỉ chợt lóe lên rồi biết mất, nhưng ông ta vẫn nói. Tôi niệm tình cậu là người trẻ tuổi thiếu hiểu biết, không so đo với cậu vậy. Nhưng mà cậu phải đồng ý với tôi một yêu cầu, gia nhập hiệp hội võ đạo của tôi, làm việc cho tôi vô điều kiện. Cái gì cơ? Lời này vừa nói ra, thành viên của hiệp hội võ đạo ai nấy cũng đều ngây ngẩn cả người. Hội trưởng, cậu ta chính là hung thủ phế bỏ rất nhiều cao thủ, ngài không chừng trị cậu ta, sao lại còn mượn sức cậu ta? im miệng cho tôi. nhàn ung quát to một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. tôi làm việc còn cần phải được các người đồng ý hay sao? ngay lập tức trong võ đạo quán lạnh ngắt như tờ, không ai dám phản bác. nhàn ung lại nhìn huỳnh nhân, ông ta nói, từ bây giờ trở đi, cậu phục tùng tôi, làm việc cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu ông ta cũng không hỏi huỳnh nhân có đồng ý hay không mà cưỡng ép huỳnh nhân phải phục tùng ông ta vù thế nhưng trong nháy mắt khi nhàn ung vừa dứt lời tiếng xé gió vù vù nhanh chóng lao thẳng đến đầu ông ta nhất thời sắc mặt của nhàn ung thay đổi lớn trong nháy mắt ngồi xổm xuống bụp vách tường phía sau nhàn ung vậy mà lại im hơi lặng tiếng xuất hiện thêm một cái lỗ đen một viên đá còn bốc khói rơi xuống mặt đất nhất thời Toàn bộ mọi người đang có mặt đều câm như hến. Ông đang dạy tôi làm việc sao? Huỳnh Nhân cảm thấy buồn cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhan Ung. Chương 288, tôi không có nhiều thời gian. Tất cả mọi người trong hiệp hội võ đạo trợn tròn hai mắt, bỗng dưng bọn họ cảm giác như cơ thể Huỳnh Nhân sẽ có thể chống đỡ trời đất. Thế nhưng, cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Khi tinh thần được hồi phục lại, tất cả thành viên trong hiệp hội khóe miệng nhếch lên cười nhìn huỳnh nhân với ánh mắt cười hả hê trước sự đau khổ của người khác, giống như đã tưởng tượng ra hình ảnh huỳnh nhân cụt tay cụt chân nằm trên mặt đất. Nhanh thanh thì lắc nhẹ chiếc quạt gấp, khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Khi còn ở nhà họ văn, anh ta đã biết được sức lực mạnh mẽ thật sự của huỳnh nhân. Tuy nhiên, anh ta chỉ biết huỳnh nhân rất mạnh, chứ cũng chẳng biết huỳnh nhân mạnh đến cỡ nào. Búng đốt ngón tay đếm thử, ở trong hiệp hội có thể làm được rất nhiều loại viên đá như này, vốn dĩ cũng chẳng là gì. Huỳnh Nhân lại cứ tưởng phương pháp ấy rất cao siêu, đem đi phô trương, khoe khoang trước mặt rất nhiều người, chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, đúng là tự rước nhục vào người. Hội trưởng Nhan Ung ngồi sổ người xuống, sừng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái, chừng mắt căm tức nhìn Huỳnh Nhân. Mày dám tấn công tao? Là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, ông ta đi đâu cũng được mọi người kính trọng, ngay cả một số gia chủ của các gia đình giàu có cũng phải kính cẩn giả vờ làm cháu trai của ông ta thế mà thằng con rể vô dụng chỉ giỏi giả trò múa võ mèo ba chân, có tiếng mà không có miếng này cũng dám xúc phạm ông ta. Bao đại sư, đây là khách quý mà ông mời tới đây à? Sao lại vô lễ như vậy? Một ông lão có địa vị ngang hàng với bao đại sư vẻ mặt lạnh lùng quát lớn, tỏ vẻ muốn hỏi tội. Các thành viên khác cũng dối rít đệm thêm, lên tiếng chế nhạo. Trước mặt hội trưởng mà dám tấn công, đúng là coi trời bằng vung, không coi ai ra gì hết. Hội trưởng, ông cứ đứng một bên nhìn tôi dạy dỗ cái tên kiêu căng ngạo mạn này đi. Cứ để tôi. Các thành viên của hiệp hội võ đạo chen lấn muốn cướp quyền được tần huỳnh nhân. Chỉ có Kỳ Hà Huy im lặng nhìn tất cả với ánh mắt lạnh lùng, anh ta cảm thấy buồn thay cho sự ngu ngốc của những người này. Trên thực tế, anh ta cũng không biết sức mạnh thật sự của huỳnh nhân là cỡ nào, bởi vì kể từ khi anh ta biết huỳnh nhân cho đến nay, chưa bao giờ được nhìn thấy huỳnh nhân đánh hết sức mình mỗi lần huỳnh nhân ra tay đều rất hời hợt chỉ cần giơ tay nhấc chân một phát thôi là đã giết chết đối thủ ngay tác lực điều này cho thấy huỳnh nhân thậm chí còn không thèm để ý quan tâm đến hiệp hội võ đạo đừng chen nhau các người ai cũng có cơ hội huỳnh nhân không thèm để ý tới tiếng ồn ầm ĩ của các thành viên trong hiệp hội mà anh chỉ cười nhẹ một tiếng cứ chờ đến khi đại hội bắt đầu các người ai cũng có thể thách đấu với tôi giọng nói của anh bình tĩnh tràn ngập khí chất mạnh mẽ của kẻ bề trên cũng khó trách, việc này nếu để cho các cao thủ trong lòng tức biết, thì chắc chắn mắt họ sẽ đỏ bừng vì ghen tị mất, thầm tiếc hận cái đám người có tiếng mà chẳng có miếng đấy thế nhưng lại có cơ hội để so chiêu với Huỳnh Nhân. Trong 5 năm qua, có một số kẻ mạnh đã từng cầu xin Huỳnh Nhân ra tay, hướng dẫn chỉ ra đạo lý tu hành cho bọn họ, thế nhưng lại không có cơ hội. Nhưng những điều đó ở trong mắt đám người kia thì lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chỉ là một thằng con rể thân phận bé nhỏ, thế mà dám không coi các cao thủ thiên hạ ra gì hội trưởng cái hạng người ngạo mạn này ngài không cần ra tay cứ để chúng tôi làm là được rồi mọi người trong hiệp hội dối dít bày tỏ lòng trung thành của mình sắc mặt nhan ung tái xanh ông ta vẫn còn bực bội việc huỳnh nhân từ chối ông ta ngay trước mặt mọi người ông ta lập tức xua tay nói tôi sẽ giao cho mọi người đừng để ai phải chết lời nói vừa dứt ông ta bước ra khỏi võ quán không hề lo lắng là sẽ không chừng trị được huỳnh nhân. Nhanh thanh thi lên tiếng thông báo. Đại hội võ đạo, chính thức bắt đầu. Sau đó, anh ta cũng đi theo nhàn ung ra khỏi võ quán. Bùm! Lòng nhiệt huyết của toàn bộ võ quán bắt đầu dâng trào, tất cả mọi người đều có ý thức tự giác lùi lại một bước về sau, vẻ mặt thành kính. Ở giữa võ quán là một võ đài quy mô lớn. Phía sau võ đài có để một bàn thờ cúng tế, bên trên bàn thờ bày rất nhiều trái cây với bánh ngọt, để thờ một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Bên trong bức tranh sơn dầu không có cái gì ngoài một bóng lưng tráng lệ. Tóc dài phấp phới, đứng chắp tay. Huỳnh nhân chỉ vào bức tranh, tùy tiện hỏi. Người trong tranh là ai? Vẻ mặt kỳ hạ huy ngập tràn vẻ tôn kính, trịnh trọng nói. Ngài Huỳnh, đấy là ngài võ si. Huỳnh nhân sửng sốt một chút, rồi sau đó buột miệng nói. Võ Đông Dương dạ đúng vậy vẻ mặt của kỳ hạ huy thành kính khó tả ngài võ si nổi tiếng khắp thiên hạ một người đưa võ đạo phát triển vượt bậc phần lớn hiệp hội võ đạo trên khắp cả nước đều là tín đồ của chiến thần môn thì ra là vậy huỳnh nhân gật đầu quay đầu lại nhưng lại khẽ cười như không cười nhìn bóng lưng của võ si võ si nổi tiếng khắp thiên hạ thế mà anh là thầy dạy của võ si thì chẳng thấy ai đoái hoài cái này có được tính là truyền dạy học trò sư phò chết đói không nhỉ keng đúng lúc ấy tiếng chuông bên trong võ quán vang lên từng đợt một ông lão lớn tuổi dâu tóc bạc trắng vẻ mặt nghiêm trang lớn tiếng hô to chấn động thế gian vái lạy võ si chấn động thế gian vái lạy võ si tất cả mọi người kể cả kỳ hạ huy đều cúi xuống với vẻ mặt thành kính chỉ duy nhất huỳnh nhân vẫn đứng thẳng tay chắp sau lưng bỗng dưng anh trở thành tâm điểm của đám đông đám đông bốn phía xung quanh rối rít mắng to. Tên vô dụng, tại sao mày vẫn đứng đấy? Nhanh quỳ xuống vái lại ngài võ si đi. Huỳnh nhân thờ ơ. Tôi không phải thành viên của hiệp hội võ đạo, tại sao tôi lại phải quỳ? Có mà ngài võ si của các người phải lại tôi mới đúng. Hỗn láo. Có người rất tức giận, vừa nói xong lập tức muốn ra tay, thế nhưng lại bị ông lão tiến hành nghi thức ngăn lại. Hãy bình tĩnh và chớ có nóng nảy làm gì. Đến khi đại hội bắt đầu, anh sẽ có cơ hội để ra tay. Buổi nghi thức kéo dài khoảng chừng 5 phút đồng hồ thì kết thúc, ông lão cúi đầu vái ba lần trước chân dung của võ si, sau đó lạnh lùng nhìn về phía huỳnh nhân. Ngài huỳnh, đại hội chính thức được bắt đầu, tiếp tục chiến đấu hay không là tùy thuộc vào anh. Tại sao không? Huỳnh nhân cười nhạt, bước tới trung tâm võ đài. Mọi người xung quanh rối rít chế diễu, suýt xoa chen lấn đòi làm người đầu tiên lên tấn công. Sau một vài cuộc cãi vã, cuối cùng bọn họ quyết định một người đàn ông khoảng 30 tuổi sẽ là người thách đấu đầu tiên. Nhãi danh, mày xong đời rồi. Gã ta giữ tợn cười gần, không sợ hãi gì vọt thẳng tới trước mặt huỳnh nhân, chuẩn bị tấn công. Bùm! Thế nhưng, chỉ trong giây tiếp theo thôi, gã ta đã bị huỳnh nhân hung hăng đá bay ra xa, cơ thể lập tức bị ghim vào bức tường, không thể động đậy. Người tiếp theo. Huỳnh nhân vẫn đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên. Đám đông đang hò hét phấn khích, bỗng dưng vẻ mặt sướng sờ, ánh mắt kinh ngạc lẫn khiếp sợ nhìn huỳnh nhân. Người đầu tiên lên thách đấu có thực lực không yếu, tại sao mới có một đá thôi mà đã thua rồi? Đến cả kỳ hạ huy, người đã lường trước được kết quả, trên mặt cũng không tránh khỏi vẻ kinh ngạc. May mắn, chắc chắn là do nó may mắn. Dưới võ đài, có người chế nhạo, cười cợt an ủi. Để tôi, lúc này, lại có một người khác lên sân, thế nhưng còn chưa tới nửa phút, tên đấy đã bị Huỳnh Nhân đánh văng ra khỏi sân. Người tiếp theo, giọng nói Huỳnh Nhân vẫn lạnh lùng như ban đầu. Những người ở dưới võ đài không thể tưởng tượng nổi vào những việc vừa diễn ra trên sàn đấu, hai mắt trợn to kinh ngạc. Vẫn có những người không tin, bước lên võ đài. Kết quả vẫn vậy, bùm bùm bùm, chỉ một chiêu là đã giải quyết xong. Người tiếp theo, người tiếp theo, người tiếp theo trong võ quán trống trải giọng nói buồn tẻ chán nản của huỳnh nhân tiếp tục vang lên thế nhưng cơ thể của anh vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ thậm chí còn không thêm cử động một tí nào ực ừ, rốt cuộc đã có người bắt đầu sợ hãi ánh mắt hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt tên này có còn là con người không vậy người tiếp theo khi một tiếng cuối cùng cất lên ánh mắt huỳnh nhân rốt cuộc cũng lộ vẻ không kiên nhẫn từng người một quá chậm nếu không thì các người cứ cùng nhau lên hết đi tôi không có nhiều thời gian. chương 289, anh là võ sĩ. Phía sau võ quán là một phòng trà cổ, nơi mà nhanh Thanh Thi và Nhan Ung đang ngồi nhâm nhi trà. Thanh Thi à, không hổ danh cháu là thiên tài số một nhà họ Nhan, mới có hai ba câu thôi mà đã dụ dỗ được thằng nhãi danh kia đến đây. Nhan Ung thổi nước trà nóng hổi lăn tăn gợn sóng, rồi sau đó nhàn nhã nhấp một ngụm, mỉm cười nói. Nhanh Thanh Thi cười, nói. Bác trai sai rồi, cháu chỉ ăn miếng trả miếng thôi mà, khôn ra rồi, làm sao mà đi lại con đường cũng được. Cả nhanh thanh thi và nhan ung đều là họ nhan, không nghi ngờ gì, bọn họ chắc chắn là họ hàng của nhau. Nhan ung cười hỏi, ăn hàng nào, ăn của ai mà mọc cái khôn ra nhanh thế? Đương nhiên là của ba người thiều hải hà, đồng ý hành với thẩm thanh vân rồi. Nhanh thanh thi mỉm cười tự hào. Mọi người cứ gọi bốn chúng cháu là bốn thiếu gia Minh Châu, nhưng đâu có biết là cháu rất khinh thường bọn họ. Cho nên, cháu lợi dụng sức lực của hiệp hội để đối phó với huỳnh nhân. Đúng vậy. Trong mắt nhanh thanh thi lóe lên tia sáng lạnh lùng. Có năng lực thì giết, vô dụng thì nâng đỡ, ác ý không đổi, khống chế tôi tớ mới là đích đến cuối cùng. Ha ha ha. Nhan ung um cười lớn, vỗ tay tán thưởng. Tuyệt vời, tuyệt vời, cháu nói đúng, ở trong mắt cháu. Huỳnh Nhân quả thật là một kẻ vô dụng bất tài, nhưng có vẻ sức lực võ thuật của tên đó cũng khá đấy. Thế nhưng, hiệp hội của bác đâu hiếm người tài giỏi, từng lớp người tài giỏi dần dần xuất hiện, càng ngày càng lợi hại, tên đó trốn đi đâu được. Bùm! Tiếng cười của nhan ung còn chưa kết thúc, cánh cửa phòng trà đã bị đập mạnh một cái, gãy làm đôi. Có mấy người mềm hoạt ngã xuống đất, có người mình mẩy còn bê bết máu, hóa ra lại là một người cao thủ có sức lực không kém trong hiệp hội. Cái gì? vẻ mặt của nhanh thanh thi và nhan ung lập tức biến đổi, cùng lúc đứng lên. Thưa, hội trưởng, người đàn ông ngã xuống đất run lẩy bẩy giơ tay mình lên, hơi thở yếu ớt, nắm chặt ống quần của nhan ung, môi hơi hé mở, có vẻ như đang muốn bày tỏ điều gì đó. Anh nói cái gì, nói to lên. Nhan ung ngồi xổm xuống đất, nắm lấy bả vai của anh ta, quát lên. Người đàn ông dùng hết sức mình để nói ra bốn chữ. Chúng ta thua rồi. Thua tại sao lại thế nhan ung và nhanh thanh thi nghe thấy rõ ràng gương mặt của họ lập tức trở nên kinh ngạc hội trưởng đó là sự thật người đàn ông nôn ra máu lẩm bẩm một mình mười người hợp sức cũng không thể làm huỳnh nhân bị thương dù một chút cộp 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 ngay sau đó một bóng người cao thẳng ung dung bình tĩnh đi đến tiếng bước chân trầm thấp như búa bổ đập mạnh vào trái tim của nhan ung và nhanh thanh thi huỳnh nhân khi nhìn thấy rõ người đến là ai sắc mặt nhan ung thay đổi. Tại sao anh lại không bị làm sao? Hội trưởng nhan, đây là cao thủ hiệp hội mà ông vẫn tự hào đấy à? Chẳng có ai có thể chiến đấu luôn ấy. Trên mặt huỳnh nhân nở nụ cười thoải mái lạnh nhạt, ánh mắt thâm sâu lẫn chế giễu nhìn bọn họ. Đi chết đi. Sau lưng huỳnh nhân bỗng dưng có một bóng người lao ra, muốn lợi dụng cơ hội để tấn công huỳnh nhân. Thế nhưng, mặc dù từ đầu đến cuối không thèm mảnh đầu lại nhìn, Huỳnh Nhân vẫn biết đang có người đứng ở sau lưng. Bùm! Nhìn thấy sắp thành công, bỗng nhiên, cả người của tên đánh lén run rẩy kịch liệt, giống hệt như bị một chiếc xe tải cỡ lớn đâm phải, bay văng ra ngoài. Cây cột phía sau bị tên đó đụng gãy, không phát ra một tiếng động nào. Lúc này, Huỳnh Nhân cũng đi tới trước mặt nhàn ung, hả hê cười cợt. Về phần nhanh thanh thi, anh ta kinh hãi nhìn Huỳnh Nhân đi qua mình, chân tay đã cứng đờ không thể cử động được. Bên ngoài phòng trà, rất nhiều cao thủ trong hiệp hội đã tụ tập, thế nhưng tất cả bọn họ đều ngã xuống đất khóc, một bước cũng không dám tới gần Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân trầm lặng một lúc lâu, Nhàn Ung rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt tức giận, giữ tợn gào thét với Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. "Làm sao, nhìn thấy người của ông ngã hết xuống đất nên tức giận à?" "Huỳnh Nhân, tao muốn mày chết." Nhàn Ung tức đến mức run cả răng mặc dù ông ta không biết tại sao huỳnh nhân lại không bị làm sao sau khi đánh nhau với nhiều người như vậy thế nhưng ông ta đã nhận ra một điều đó là ngay từ đầu ông ta đã đánh giá thấp người trẻ tuổi này nhanh thanh thi cũng sửng sốt vốn dĩ anh ta muốn giết chết huỳnh nhân định để huỳnh nhân bị tất cả thành viên trong hiệp hội bao vây thế nhưng mọi việc dù đã phát triển theo hướng anh ta nghĩ nhưng kết quả lại khác huỳnh nhân không những không bị thương mà tất cả mọi người trong hội đều bị bầm tím hết cả người Rốt cuộc là sức mạnh của huỳnh nhân mạnh như thế nào? Xin hội trưởng hãy ra tay để bắt tên khốn nạn này. Bỗng nhiên, một thành viên đứng ngoài cửa phát ra tiếng van xin tràn ngập uất ức và phẫn nộ. Sau đó, càng ngày càng có nhiều người tham gia hưởng ứng. Xin hội trưởng hãy ra tay. Xin hội trưởng hãy ra tay. Xin hội trưởng hãy ra tay. Giọng nói đầy đau khổ và tức giận, cũng như bất lực không biết phải làm gì. Đối với bọn họ việc yêu cầu hội trưởng ra tay là chứng tỏ sự kém cỏi của họ. Trong những tiếng hét ẩm ý, vẻ u ám trên mặt nhan ung dần dần biến mất, ông ta chỉ hít sâu một hơi rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn huỳnh nhân. Được rồi, tốt lắm, anh đã khơi dậy cơn giận của tôi thành công rồi. Khi những lời nói này được thốt ra, nhanh thanh thi, người đang đứng ở phía sau, lặng lẽ bước ra khỏi phòng trà, liếc nhìn huỳnh nhân với vẻ mặt u ám một luồng khí mạnh mẽ bốc lên từ cơ thể nhàn ung và phóng ra bên ngoài theo một nghĩa nào đó huỳnh nhân có thể ép buộc hội trưởng hiệp hội võ đạo phải trực tiếp ra tay kể cả là thắng hay bại thì chỉ cần nói ra thôi là cũng đã đủ tự hào rồi hội trưởng ra tay anh xong đời rồi hội trưởng chưa bao giờ thua cuộc hội trưởng chỉ bắt nạt chúng tôi một chút thôi hội trưởng giết huỳnh nhân đi thấy hội trưởng ra tay bầu không khí tại hiện trường cũng lên đến đỉnh điểm nét mặt của mọi người đều đỏ bừng và vô cùng phấn khích. Huỳnh nhân hoàn toàn không sợ hãi, chế diễu nói. Ông lên đi, kết quả cũng sẽ giống như họ thôi, con kiến vua vô dụng rốt cuộc cũng chỉ mạnh hơn con kiến vô dụng bình thường một chút thôi. Mày muốn chết à? Nhìn thấy ông ta đã ra tay mà Huỳnh Nhân vẫn không có tí nào rụt rè, e sợ, trong mắt nhàn ung um lóe lên một tia sát ý. Trong mắt Kỳ Hà Huy cũng lộ ra vẻ lo lắng, tự hỏi liệu ngài huỳnh có thể ngăn chặn hành vi công kích độc đoán của hội trưởng hay không kỳ hạ huy nhìn cho kỹ huỳnh nhân bỗng dưng hét lên nhìn xem cái gì mới là đỉnh cao của bôn lôi quyền kỳ hạ huy lập tức sửng sốt vẻ mặt trở nên hưng phấn trong chớp mắt máu trong người anh ta sôi lên vâng ngài huỳnh sắc mặt nhàn ung hơi thay đổi dường như ông ta đã từng nghe thấy ba từ bôn lôi quyền ở đâu đó nhưng nghĩ kỹ lại chắc chỉ là loại võ thuật vô dụng nào đó mà thôi nên không thèm quan tâm. Bùm! Nhàn ung dùng lòng bàn chân rậm mạnh xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết giãn nứt, nhàn ung theo đó biến mất ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, năm ngón tay biến thành móng vuốt, đột nhiên thò ra, nhắm thẳng vào cổ họng huỳnh nhân. Ông ta muốn bóp giữ lấy cổ họng huỳnh nhân, một đòn chí mạng. Huỳnh nhân vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sợ đến nỗi váng đầu rồi à nhàn ung tự diếu trong lòng, định nắm lấy một cách không thương tiếc, nhưng mà, lại bắt hụt. Huỳnh nhân đang đứng trước mặt bỗng dưng biến mất. Không ổn. Trong lòng nhàn ung phút chốc trở nên vô cùng sợ hãi. Chỉ là ảo ảnh sót lại do tốc độ của huỳnh nhân quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua khả năng thu nhận của mắt thường, cho nên ông ta mới có ảo giác huỳnh nhân đang đứng im không nhúc nhích. Vừa định lùi lại, ông ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ông ta cảm giác có một đôi mắt lạnh lùng đang lạnh nhạt nhìn chằm chằm ông ta. Lúc này, sát ý tràn ngập cũng tuôn ra như thủy triều, nuốt chửng lấy nhan ung, um. ông ta cảm thấy mình như bị ném vào một không gian tĩnh mịch, tuyệt vọng hưu quạnh không bóng người. Nếu ông đã muốn chết, thì để tôi giúp ông hoàn thành ước nguyện nhé. Huỳnh nhân đấm mạnh vào ngực nhan ung. Um. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lồng ngực của nhan ung um lập tức lõm một lỗ rất sâu quan trọng nhất đó chính là ông ta còn không dám động đậy, hai chân phát run, một lượng lớn mồ hôi lạnh hòa lẫn máu từ khóe miệng chảy ra, nhỏ xuống đất. Bôn lôi quyền. Ở phía sau, kỳ hạ huy kích động hét lên. Sòng điệu của huỳnh nhân bình tĩnh. Bôn lôi quyền nổi tiếng với sức hủy diệt nhanh chóng. Nếu luyện đến cực hạn còn có thể giảm độ phức tạp xuống đơn giản, một cú đấm của nó có thể mạnh hơn 10.000 cú đấm tầm thường khác. Kỳ Hạ Huy nhớ kỹ từng lời Huỳnh Nhân đã nói, trong lòng không nhịn được rung động. Hai con người của nhan ung trợn to, sau khi đứng được một phút, ông ta lập tức ngã xuống đất với một tiếng nổ ầm ầm. Bỗng nhiên, ông ta dường như đã nhớ ra điều gì đó, con người co rút lại, lúc này, ánh mắt ông ta nhìn huỳnh nhân trở nên vô cùng sợ hãi. Bôn lôi quyền, anh là võ si. chương 290, hội trưởng đổi chủ. Bùm! Nhan ung dường như đang muốn nói điều gì đó, nhưng ngay sau đó ông ta run lên, lập tức ngất xỉu huỳnh nhân lạnh lùng liếc ông ta một cái nhưng không để tâm với địa vị của hiệp hội võ đạo và chỉ dựa vào bôn lôi quyền người ta chắc chắn sẽ đoán được anh có gì đó liên quan đến võ si nhưng mà cũng chỉ nghĩ là có liên quan thôi chứ bọn họ cũng không tưởng tượng được huỳnh nhân là thầy dạy của võ si lúc này trong mắt nhanh thanh thi tràn đầy sợ hãi cả người run rẩy kịch liệt không chỉ bởi vì sức mạnh mà huỳnh nhân mà còn bởi vì nhan ung bị giết chết. Mày, mày có thể giết chết bác tao. Anh ngạc nhiên lắm à. Huỳnh nhân khẽ nhướng nghi liếc anh ta một cái, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên, dựa theo quy tắc, nếu tôi đánh bại người mạnh nhất hiệp hội võ đạo, thì hình như là cái vị trí đấy sẽ thuộc về tôi đấy. Những lời này vừa nói ra, con người của nhanh thanh thi lập tức có rút lại, chỉ vào huỳnh nhân, run rẩy nói. Mày đến đây vì vị trí của hiệp hội, Huỳnh Nhân cười nhạt, "Vị trí hội trưởng của hiệp hội võ đạo chưa đủ tư cách để tôi coi trọng đâu, nếu không phải vì tôi muốn thành lập thế lực, anh nghĩ là tôi sẽ đến tham gia cái đại hội trò chơi gia đình này của anh chắc?" "Cái, cái gì? Trò chơi gia đình?" Lời nói của Huỳnh Nhân khiến tất cả thành viên trong hiệp hội võ đạo đơ ra, vô cùng tức giận. Bọn họ liều mạng luyện tập võ đạo, đánh bại đối thủ để sau đó có thể vươn lên địa vị cao hơn, mà lại bị Huỳnh Nhân gọi là trò chơi gia đình chẳng lẽ không đúng chắc? Huỳnh Nhân hỏi ngược lại. Trong mắt của tôi, các người chỉ là đang chơi trò gia đình với nhau thôi, hay là các người cho rằng đấy mới là võ đạo? Sự sỉ nhục. Quang Minh chính đại sỉ nhục người khác. Mỗi lời Huỳnh Nhân nói ra đều giống như một con dao sắc bén, mãnh liệt đâm vào tim bọn họ, máu chảy đầm đìa. Mày im miệng. Giờ phút này, nhanh thành thì cũng đã tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Huỳnh Nhân. Đúng vậy, trong hiệp hội võ đạo thì kẻ mạnh chính là vua nếu ai có thể đánh bại hội trưởng thì sẽ có thể thay thế vị trí đó nhưng mà đấy chỉ là bề nổi của quy tắc thôi huỳnh nhân cao mày hỏi lại còn quy tắc gì khác nữa nhanh thanh thì tiếp tục nói hiệp hội võ đạo của minh châu chỉ là một trong những chi nhánh ở khu vực giang chiết ai muốn lên làm hội trưởng thì phải để cho hội trưởng của tổng hội giang chiết quyết định anh ta nói thế vì thứ nhất là đúng thật vậy thật còn thứ hai là làm sao mà anh ta có thể để cho Huỳnh Nhân ngồi lên vị trí của hội trưởng cho được. Mời Huỳnh Nhân tham gia đại hội võ đạo vốn là muốn dạy cho Huỳnh Nhân một bài học, cho dù kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta nghĩ, thì cũng không thể để cho Huỳnh Nhân được như ý muốn được. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Huỳnh Nhân bỗng dưng nói. Vậy thì cứ để cho cái gì mà hội trưởng của Tổng hội quyết định đi, thế nhưng trước khi anh ta quyết định, các người vẫn phải làm theo sai khiến của tôi những lời đó vừa nói ra vẻ mặt của nhanh thanh thi lập tức cứng đờ anh ta vội vàng ngăn cản chờ một chút chuyện này không đúng với quy tắc quy tắc ở đây tôi mới là quy tắc huỳnh nhân đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nhanh thanh thi trong mắt lóe lên ác ý ở đây tôi là người mạnh nhất vị trí hội trưởng phải là của tôi nếu như người của tổng hội bên kia không đồng ý thì anh cứ gọi họ đến gặp tôi lời nói của huỳnh nhân vô cùng ngang ngược trong lòng nhanh thanh thi run rẩy. Hình ảnh Huỳnh Nhân chỉ trong chớp mắt đã giết chết Nhan Ung đã khắc sâu vào trong lòng anh ta, mặc dù Nhan Ung không phải là người có sức lực mạnh nhất của nhà họ Nhan, thế nhưng sức lực của ông ta cũng không hề yếu. Điều này cho thấy rằng đó cũng chưa phải sức lực thật sự của Huỳnh Nhân, thế chẳng phải anh là người do tổng hội cử tới hay sao, làm sao mà họ dám nói một chữ không cơ chứ? Kính chào hội trưởng. Bỗng dưng, trong đám đông hỗn loạn, một tiếng chào kính trọng vang lên. Kỳ Hạ Huy quỳ một gối xuống, thành tâm cúi chào Huỳnh Nhân. Những người xung quanh đều trợn tròn mắt tức giận, muốn mắng chửi, nhưng cũng bị tác phong của Huỳnh Nhân dọa nạt, dù giận nhưng cũng không dám lên tiếng, đành phải bắt trước Kỳ Hà Huy đồng thanh nói. Kính chào hội trưởng, Huỳnh Nhân lắc đầu một cái. Người các người phải vái lại không phải là tôi, mà là anh ta. Sau đó, Huỳnh Nhân chỉ vào một người. Kỳ Hạ Huy đang đứng trong đám đông lập tức sửng sốt. Tôi! Đúng thế. Huỳnh Nhân vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Tôi không rảnh để quản lý những chuyện vụn vặt còn con ở trong hiệp hội đâu, anh sẽ làm hộ cho tôi. Sau này, thấy anh ta sẽ như là thấy tôi, nếu có ai dám vi phạm, lập tức đuổi cổ. Giọng nói ầm ầm vang vọng khắp phó quán một lúc lâu. Ánh mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Kỳ Hạ Huy với vẻ mặt không tin nổi. Kỳ Hạ Huy sững sờ tại chỗ, trên mặt cũng tỏ vẻ không thể tin nổi, Vội vàng lấy lại tinh thần, sau đó kích động, mặt đỏ bừng hưng phấn nói: "Vâng, ngài Huỳnh, từ nay về sau anh ta sẽ có một danh hiệu khác, tuy rằng không thể trực tiếp kêu gọi lực lượng của hiệp hội võ đạo, thế nhưng người nhà họ Hót nhất định sẽ phải sợ hãi anh ta." Sau khi thông báo xong mọi việc, Huỳnh Nhân rời khỏi hiệp hội võ đạo, Kỳ Hà Huy cũng đi theo anh ra ngoài. Hai người đi thẳng đến một ngôi biệt thự, lúc này Huỳnh Nhân mới nhìn anh ta. Tiếp theo tôi sẽ thông báo nhiệm vụ đầu tiên của anh với tư cách là tân hội trưởng hãy chọn ra một nhóm người tài năng và trung thành thành lập một đội bí mật cho bọn họ chấp hành huấn luyện khắt khe nhất để khi tôi không ở minh châu hãy giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ gia đình và bạn bè của tôi kỳ hạ huy không hề do dự lập tức đồng ý chọn người lập đội không thành vấn đề thế nhưng mà ai sẽ tới huấn luyện cho họ huỳnh nhân xua tay một cái anh không cần lo lắng tôi sẽ cử người đến để huấn luyện bọn họ, các người sẽ phải cùng nhau chấp nhận huấn luyện, bao gồm cả anh. Vâng, Kỳ Hạ Huy đồng ý mà không cần suy nghĩ, anh ta đã có nền tảng từ trước, đến lúc huấn luyện chắc sẽ không mệt mỏi lắm. Huỳnh Nhân nhìn biểu cảm trên mặt Kỳ Hạ Huy, bỗng nhiên suy nghĩ cười một tiếng. Với cả, anh nhắc nhở mọi người trước một chút, huấn luyện viên của các người sẽ là nữ đấy nhé. Sau khi đến chào hỏi Phùng Cần Mai xong, Huỳnh Nhân rời đi trước khi đi anh nhìn kỳ hà huy với vẻ mặt thương hại bây giờ kỳ hà huy đang không để việc huấn luyện ở trong lòng không thèm coi trọng nó thế nhưng cứ đợi đến khi phùng cần mai thực sự bắt đầu huấn luyện mà xem rồi sẽ biết tay quay trở lại tòa nhà quốc tế một chiếc xe ô tô lincoln đang đậu ở bên lề đường thiên việt bân xuống xe ngài huỳnh xe đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để có thể lên đường đi giang thành huỳnh nhân gật đầu bây giờ đi luôn đi Vâng. Sau khi Thiên Việt Bân mở cửa xe cho huỳnh nhân, anh ta lên xe, lấy một tập tài liệu ra đưa cho huỳnh nhân, giải thích cho anh. "Ngài huỳnh, đây là thông tin về danh tính của các thành viên nòng cốt của tập đoàn Cự Phong, mời ngài kiểm tra." Huỳnh nhân nhìn một cái, đôi mắt hơi nheo lại, những cái tên trong danh sách, từ tổng giám đốc tập đoàn cho đến trưởng phòng, tất cả đều là họ mã. Tổng giám đốc là một người tên mã Khả Phong, khoảng chừng 30 tuổi. Có vẻ như nhà họ Mã đã kiểm soát tập đoàn cự phong quá chặt chẽ, gần như là khống chế cả tập đoàn. Trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên sự lạnh lùng, anh lẩm bẩm một mình. Thiên Việt Bân giải thích. Quản gia của Thẩm Bán Sơn, trước khi làm quen và làm việc cho Thẩm Bán Sơn thì đã từng làm việc ở Giang Thành, hơn nữa lại còn có quan hệ rất tốt với Mã Tiêu, gia chủ hiện tại của nhà họ Mã. Huỳnh Nhân không cho ý kiến, đột nhiên hỏi. Mã Bách Điền và nhà họ Mã có mâu thuẫn gì? không khó để nhìn thấy thái độ cam thù khó chịu của Mã Bách Điền đối với nhà họ Mã. Thiên Việt Bân lắc đầu. Tôi không hỏi về chuyện này, cũng chưa đi điều tra, thế nhưng, lúc điều tra về quá khứ của ông Mã, có vẻ không tốt lắm. Huỳnh Nhân đã hiểu, gật đầu một cái. Vậy thì cứ đợi lúc chạm mặt nhà họ Mã rồi từ từ hỏi thăm sau cũng được. Xe vội vàng lao đi, chẳng mấy chốc đã đến Giang Thành. Trên đường đi, Huỳnh Nhân gửi cho Liễu Phi Tuyết một tin nhắn báo rằng anh sẽ không về nhà ăn tối. Đợi mãi không thấy có tin nhắn trả lời, Huỳnh Nhân khẽ cau mày nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngài Huỳnh, tại khu vực nghỉ ngơi trên đường cao tốc đầu tiên của Giang Thành, Mã Bách Điền đã đợi Huỳnh Nhân rất lâu. Anh vừa xuống xe, anh ta đã cung kính chào. Đi thôi, đến tập đoàn Cự Phong đòi một câu giải thích nào? Vẻ mặt Huỳnh Nhân hờ hững, trong mắt anh không có lấy một ánh ấm áp nào cả audio điện tử võ tấn bền hết chương 290